Đó là một phép màu, là điều diệu kỳ khi một đứa trẻ được sinh ra bình an và cất những tiếng khóc đầu đời, thế giới có thêm một thiên thần bé nhỏ. Đó là cả một quá trình, là công ơn dưỡng dục như núi Thái Sơn, như nước biển Đông của bố mẹ khi nuôi đứa trẻ lớn lên nên người. Và có lẽ đối với đứa trẻ đó, không gì may mắn hơn khi nó được sống để làm những điều nó hứng thú, sống cùng với những ước mơ, hoài bão riêng của bản thân. Phép màu và bố mẹ đã đưa chúng ta đến với cuộc đời này, chúng ta phải biết ơn về điều đó. Mỗi sáng mai thức dậy, hít thở một hơi thật sâu và gửi lời cảm ơn chân thành đến đất trời vì hôm nay ta lại thấy ánh dương một lần nữa. Bởi lẽ đó, mọi người ai cũng phải có trách nhiệm với chính mình. Đến một lúc nào đó, khi phải tự bước đi trên đôi chân của mình, thì dù cho con đường chúng ta lựa chọn có trải đầy sỏi đá chông gai, ta cũng phải tự mình vượt qua được, tự gánh vác được những hậu quả xấu nhất, không được đổ lỗi cho ai cả. Hãy sống một cuộc đời rực rỡ, sắc màu và vui vẻ để khi già đi rồi, hoài niệm lại những chuyện xưa cũ, trên môi là một nụ cười tươi mãn nguyện. Đôi lúc bước chân ra không đơn giản chỉ là tìm kiếm cơ hội mới, mà quan trọng hơn là xây dựng niềm tin cho chính cuộc đời mình. Ở lại thành phố hay về quê, viết cho tôi và bạn, những con người đang trên hành trình khám phá bản thân, kiếm tìm ý nghĩa và hạnh phúc của cuộc sống. Không màu hồng, không xu nịnh, sử dụng ngôn từ chân thực kết hợp với những câu chuyện mộc mạc và gần gũi của chính bản thân mèo Maverick cùng những con người bình dị xung quanh cô, để truyền tải, tiếp thêm sức mạnh cho mọi người, đặc biệt là giới trẻ dám mạnh dạn phá bỏ lớp kén an toàn của bản thân, bước ra ngoài và khám phá thế giới rộng lớn. Em bây giờ vẫn là một người bình thường, không có vật chất, khuôn mặt xinh đẹp, thân hình hoàn mỹ hay thành tích học tập ưu tú, cũng không có kinh nghiệm xã hội. Nhưng em vẫn ôm hy vọng cố gắng để sống. Em chẳng sợ gì cả, bởi vì em muốn sống tiếp một cách tử tế và nghiêm túc. Giờ em đã có một cuộc sống độc lập, hằng ngày sáng đi tối về, tự mình kiếm tiền từ việc làm nhân viên phục vụ hay đủ các loại công việc. Rất mệt nhưng rất an nhiên. Em bây giờ vui vẻ, quý trọng sinh mệnh của mình và sống một cách nhiệt tình nhất có thể. Đối với những người luôn hiểu rõ bản thân, kiên trì và phấn đấu vì ước mơ của mình, thì dẫu cho tương lai họ không đạt được thứ mình mong muốn đi chăng nữa, nhưng cả một quá trình nỗ lực như thế, thì một điều tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng bản thân bạn sẽ ngày càng hoàn thiện và có thêm nhiều trải nghiệm thú vị cho bản thân. Bên cạnh những người như thế, trên thế giới rộng lớn này vẫn còn rất nhiều người chưa biết bản thân mình muốn gì, đứng trước ngưỡng cửa lựa chọn, chọn tới chọn lui vẫn không biết rốt cuộc sự lựa chọn nào mới là đúng đắn, mới là phù hợp với mình. Bản thân bạn như một tờ giấy trắng, vì thế hãy cứ chọn đi, chọn cho mình một hướng đi mà tại thời điểm đó bạn nghĩ rằng nó là tốt nhất cho bạn. Còn nếu ngay cả dũng khí để đưa ra quyết định và cố gắng nỗ lực với sự lựa chọn đó mà bạn cũng không có, bạn buông thả chính mình thì cuộc đời của bạn chẳng khác nào một con thuyền không người lái ở ngoài khơi xa. Sóng xô hướng nào thì thuyền rẽ hướng đó. Khi thuyền mệt rồi, không đủ sức chống lại sóng mẹ sóng con, chiếc thuyền vỡ nát, phí hoài một đời người. Tôi vẫn hay nghe người đời bảo rằng không ai đánh thuế ước mơ cả, vì vậy hãy dám mơ lớn. Chúng ta ai cũng có quyền mơ ước, không có gì là sai, nhưng có lẽ bản chất thật sự của ước mơ đã bị bóp méo trong cuộc sống xô bồ hiện nay. Thử hỏi mỗi sớm mai khi đồng hồ báo thức đổ chuông, liệu có mấy người bật dậy và thực hiện ước mơ? Số đó rất ít phải không? Phần lớn chúng ta sẽ lựa chọn tắt chuông và ngủ tiếp đúng không nào? Vì thế, đa số chúng ta vẫn chỉ là người bình thường. Khi ước mơ chỉ dừng lại là lời nói suông thốt ra từ miệng bạn, vào lúc bạn phấn khích thì nó cũng giống như việc bạn có một giấc chiêm bao vậy. Tỉnh mộng bạn sẽ không còn nhớ mình đã mơ thấy điều gì. Không có kỳ tích một đêm thành danh, một đêm thành danh là do rất nhiều ngày và đêm mà thành. Dù đang ở đâu, đối mặt với hoàn cảnh nào, xin bạn hãy tin rằng sẽ tốt nhất khi bạn là chính mình. Không có việc gì là không giải quyết được, không có khó khăn nào là không khắc phục được. Khi vượt qua trùng trùng trở ngại,
Quay đầu nhìn lại, bạn sẽ nhận ra tất cả mọi thứ chỉ nhẹ như gió thoảng mây bay. Tôi đã từng rất để ý đến những lời bàn tán sau lưng mình, luôn cố gắng biến mình thành người như mọi người vẫn hay nói. Tôi sợ bản thân mình khác biệt trong một đám đông. Tôi sẽ rút vào vỏ ốc để bảo vệ chính mình khi những khó khăn ngoài kia ập đến. Tôi đã từng như thế trong một thời gian dài, và rồi tôi nhận ra rằng mọi cố gắng để trở thành một người hoàn hảo trong mắt những người xung quanh đã làm tôi bóp méo chính bản thân mình. Bây giờ tuy đã muộn nhưng không sao cả, vẫn còn đủ thời gian để nhìn nhận lại và khắc phục điều đó. Tôi của hiện tại đã thôi không còn cố gắng làm mọi cách để khiến người khác thích mình. Tôi sống vui vẻ và hạnh phúc hơn. Niềm vui đến với tôi từ những điều giản đơn và bình dị trong cuộc sống thường nhật. Có thể đọc đến đây, bạn cho rằng sao tôi mâu thuẫn thế? Phần trên, tôi khuyên bạn hãy thay đổi bản thân mình. Còn phần này, tôi lại bảo bạn là chính mình. Nhưng không, điều tôi luôn mong muốn và vẫn luôn như vậy, đó là sự thay đổi sẽ mang đến cho bạn một dáng vẻ ưu tú và xuất sắc hơn qua mỗi ngày. Chứ không phải là đánh mất chính mình, trở thành một người mà ngay cả bản thân bạn cũng không nhận ra. Hy vọng bạn sẽ trân trọng bản thân, hiểu được và thấm đẫm vào tim từng câu từng chữ mà mèo Maverick đã gửi gắm thông qua cuốn sách. Hãy yêu quý chính bản thân vốn có của mình. Đừng nói, tôi muốn biến thành thế này, tôi muốn trở thành thế kia, mà phải nghĩ, mình giỏi gì, mình làm thế nào để sử dụng được shining point, ưu điểm của bản thân một cách hữu ích nhất. Đương nhiên, cuốn sách này không hề có một bí quyết nào dạy bạn cách để thay đổi bản thân hay cách để xây dựng thương hiệu cho mình, bởi vì chính bạn còn không biết bạn phải làm như thế nào, làm sao mà người khác có thể biết đây, đúng không? Mọi người là khác nhau, tình trạng của mọi người cũng khác nhau, vì thế chỉ có duy nhất bạn mới là người biết rõ bản thân mình đang gặp những vấn đề gì, đang có những thói quen xấu nào cần sửa đổi. Sắp xếp lại bản thân mình, dành ra vài phút mỗi ngày để lắng nghe và đi theo ý nguyện chân thành xuất phát từ chính nội tâm của bạn. Từng chút một, từng chút thuận theo dòng nước tiến về phía trước. Không ai vừa sinh ra đã mạnh mẽ, là người luôn chiến thắng trong cuộc đời. Đại bàng trước khi muốn tung cánh phải trải qua quá trình lột xác đau đớn. Ngọc muốn sáng phải năn mài dũa. Bạn bây giờ là chim đại bàng non, là ngọc thô. Đừng thỏa hiệp, đừng từ bỏ, đừng hoang mang, hãy tin vào tương lai, giữ vững niềm tin và tiến về phía trước, dù có phải đào đường lấp núi. Hẳn rằng trong số chúng ta sẽ có một số người muốn trở thành ngọc sáng, được mọi người trân quý, lại có một số người khác muốn trở thành đại bàng kiêu hãnh, được vạn vật ngưỡng mộ, hay đơn giản hơn, chúng ta mong muốn trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân mình, và để có thể chạm tay tới những thứ mà mình ao ước đó, hầu hết chúng ta đều phải trải qua bằng những cái giá đắt đỏ, đó có thể là thời gian, là tuổi trẻ, là công sức, là nước mắt, là tiền bạc và thậm chí là sức khỏe của bản thân. Trên con đường theo đuổi thành công và hạnh phúc, liệu có mấy ai đủ mạnh mẽ để vượt qua trùng trùng giông bão mà vẫn giữ vững niềm tin, kiên trì đi về hướng vẫy gọi con tim? Nếu hiện tại 24 giờ của bạn trôi qua cùng với sự mệt mỏi và chán nản vì làm những công việc mình không thích, hay những lúc bạn cảm thấy ngột ngạt, khó thở, hãy dừng lại một chút, cho bản thân một khoảng thời gian để suy ngẫm và tự hỏi bản thân mình đang sống vì điều gì. Thật ra thì, trên thế giới này, chỉ có rất ít người có thể đem sở thích và công việc ghép lại thành một. Còn đa phần đều rõ ràng, chúng ta không thể từ bỏ công việc giúp bản thân sinh tồn dù không thích. Nhưng sau khi tan làm, hãy mở ra cánh cửa cho thế giới riêng và quay trở về làm chính mình, làm những thứ mình thích, cân bằng cuộc sống cá nhân. Chuyện đáng buồn nhất trong đời người không phải là bạn rơi vào một hoàn cảnh trì trệ, mà là nhiều năm sau đó, hoàn cảnh thay đổi rồi, còn bạn vẫn đứng im. Này các cô gái, hỡi các chàng trai, hãy cứ dũng cảm bước đi và nỗ lực không ngừng nghỉ để làm điều mình mong muốn. Phần còn lại hãy cứ để Thượng Đế an bài, rồi bạn cũng sẽ có vị trí xứng đáng với những gì bạn đã bỏ ra.